Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sau khi Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay tạm dừng cung cấp dịch vụ thu tiền để ưu tiên check-in, nhiều chuyên gia cho rằng chính các hãng bay cũng cần có cách kinh doanh chuyên nghiệp hơn thay vì vẽ thêm các dịch vụ để thu tiền của hành khách. Vì điều này có thể khiến cho hãng bay tự phá hủy đi thương hiệu mà mình vất vả gây dựng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hành vi thu thêm tiền để cung cấp dịch vụ ưu tiên check-in của các hãng bay là trái quy định, bởi loại hình này không có trong danh mục dịch vụ được nhà chức trách phê duyệt. Trong khi đó, đại diện một hãng hàng không giải thích, việc này nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của hành khách trên cùng một hành trình bay, với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất, toàn diện hơn cho mỗi hành khách. Các chuyên gia kinh tế đánh giá cách ứng xử này là không phù hợp, vì có lý do gì thì thực chất mục đích của việc này cơ bản là chỉ vì tiền. Việc vẽ ra dịch vụ để tận thu sẽ khiến cho môi trường kinh doanh thiếu đi sự lành mạnh, không đem lại dịch vụ tốt mà chỉ tạo thêm gánh nặng cho người dân. Theo các chuyên gia, để mang lại sự thuận lợi, tạo ra những dịch vụ tốt nhất phục vụ cho hành khách trong bối cảnh quá tải, các hãng hàng không nên tìm cách vận dụng tối đa công nghệ để chúng ta có thể là rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách. Nếu cần thì có thể là nâng giá vé lên, thế nhưng đổi lại phải phục vụ tốt. Nếu như vẽ ra các dịch vụ thì các hãng bay sẽ khiến cho khách hàng có ấn tượng tiêu cực, họ sẽ rất dễ tự phá hủy đi chính thương hiệu của mình.